Rồi, chào mọi người ha. Rồi, cái lô cuối cùng mình, cái nhóm cuối cùng mình view đó là lô chiêu tường của châu Âu. Thì trong mấy con này thì cả bốn con này là dòng Noel, Noel Click của Đức ha. Của Đức, chuẩn hàng châu Âu luôn. Thì cái này dòng treo tường thì nó có hai size ha. Size nhỏ nè, con số 1, con số 3 size nhỏ. Thì để cho nó dễ quy ước thì con số 1 tự do, cái này nó bốn cái lô bốn con này nó cùng một hiệu, cho nên khi mà mình view hoặc là khi mình test anh em sẽ khó để ý lắm. Thì mình sẽ quy ước là những cái con mà nó có mã sản phẩm ha, ví dụ như những con mã cam này, dán chữ cam này là N, này là size nhỏ ha. Nè, có hai con nhỏ nè, N01, N02 ha. Size lớn thì là mình quy ước chữ L ha, L3, L4 được chưa? Thì và nói về cái kích thước trước đi ha. Thì tổng thể cái nền gạch này là 50, thì cái con nhỏ nó dài thì cỡ tầm 52 53 ha. Được chưa? Cái gạch này là bản nó là bản 50, 50 vuông thì nó dư ra một chút thì nó dài cỡ tầm 50 52, con này thì vừa 50 ha. Bộ của nó thì về đầy đủ luôn. Là gồm có một đồng hồ thì hai tạ nè. Một 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 lắc ha, với lại đầy đủ rồi, nó nói chung nguyên bộ của nó zin sao thì vậy, con nào cũng vậy hết ha. Thì mình có dán lên tạ luôn để cho nó không lộn con này qua con kia ha, nói chung là con nào theo con đó. Về kích thước của những con size nhỏ thì nó mỏng hơn, thứ nhất là về logo này nó 2,5 cm, còn mấy con lớn thì nó tới 4 cm là ha, cái bản logo này. Ngoài ra mấy con lớn thì nó dài hơn nữa, nó dài tới 6, 6, 7, 6, 8 luôn, tính tổng chiều cao đó ha, gần 70 á, trong mất đâu ha. Đó là mấy con lớn thì trọng lượng đi theo nó thì cũng nặng hơn. Và bản mặt thì con nhỏ thì có tầm 10 10 18 17 18 ha. Logo thì logo nắp ở phía sau đây này thì có tầm 20, còn con lớn thì bản mặt của nó không là đã 22 rồi ha. 22 logo nó có thể là nó ra tới 26 27, bản logo thì dày hơn những con nhỏ. Bản này 4 cm, bản này 2,5 cm ha. Và chức năng thì mấy con này thì phải là lên tường test thôi, chứ còn để dưới đất thì không được. Cái này là dòng tạ mà, nó phải có lực, trọng lực nó kéo xuống thì máy nó mới hoạt động được, cho nên nó không có như dòng lên cót mình không đỡ đất mình test được. Thì tí nữa mình sẽ test lên tường cho mọi người. Thì thứ nhất là mình bao dày, bao hàng chuẩn ha. Cấu trúc thân vỏ thì tất cả hàng của tụi nó thì nó làm chuẩn rồi. À, chỉ cấu trúc ở trên đồng hồ thì chỉ có hai hợp chất thôi, một là gỗ tự nhiên ha. Mấy cái này thì mình không đoán chính xác tại vì mình cũng biết gỗ, nhưng mà giống như cây mùn của mình á ha. Đây là cái sớ vân này giống như cây mùn nè, anh em nào chơi gỗ thì biết ha. Một số vân thì nó giống như cà te, nó giống giống cà te, nên cho nên là một số con thì nó bị chìm vân quá rồi không có nhận định được ha, không nhận định chính xác, nói tầm bậy không được. Thì đó là gỗ tự nhiên. Còn tất cả những hợp chất trên nó từ máy cho đến bên ngoài thì tất cả bằng đồng, đồng nguyên chất hết nha. Không hề có thép, mình bao chuẩn luôn. Ví dụ mình cầm cục 500 mình rà này. Ha. Rà tất cả trên cái đồng hồ của mình không có một cái gì kim loại hết. Trừ chỉ có đồng thôi. Máy cũng vậy, máy con nào cũng máy đồng hết nha. Để mình lấy một con đi, con nào nó nhẹ nhẹ. Rồi để mình mở nắp ra. Máy cũng vậy, máy thì con nào cũng máy đồng hết. Đây, máy của nó đây ha. Máy con nào cũng đồng hết nhá. Nói chung là cái đồng hồ này chỉ có hai hợp chất thôi, đồng với lại gỗ tự nhiên ha. Ví dụ như những anh em nhìn để ý nè, mình cầm những có những cái đồng hồ Trung Quốc nó phát nó giả nó khác ha. Thì cái hàm lượng sắt của nó rất là nhiều, đưa vô là nó thấy chưa? Nó hết nè. Thấy không ạ? Còn mấy cái dây của mình thì không bao giờ luôn. Thấy không? Thì ngoài việc mình nhìn rồi tốt nhất chắc ăn là mình rà. Thì cái hàng chuẩn của nó là như vậy ha. Đây nè, mình rà dây nè, dây không hít nè. Không có con nào mà có tạp nham, hợp chất tạp nham trong đây hết. Thì đó là cái độ chuẩn của thân vỏ của nó đã ha. Đây nè, thấy chưa? Cái này nè, có hàng phát nè, một cái dây của đồng hồ phát nè. Đồng hồ nó làm hàng Trung Quốc nó giả đồng á ha. Thì nó sẽ hợp chất kim loại nó nhiều, nó hít đúng không? Còn mấy con này thì về mọi người cứ yên tâm ha, cứ rà. Rồi đó là cái hợp chất thân vỏ ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên tường mình test cho mọi người nhé.
thì mình test thì chắc là mình test cặp đi. Mình sẽ test con hai con này một lượt ha. Con nhỏ mã N nhỏ số 1 nè, N số 1 nè, với lại con lớn số 3 sẽ test một lần ha, chứ còn để dưới đất cái đây thì không thể nào test được rồi. Rồi ở lượt thứ hai thì con nhỏ mã 2 nè, nó sẽ test trùng với con lớn mã 4 nhé. Từ dưới này bốn bốn cái hương hiệu nó giống nhau cho nên là nhìn nó không có phân định được đâu khi lên tường đâu. Thì mình nói là giữa con nhỏ số 1 với số 2 thì dễ nhận xét nhất, dễ nhận nhìn ra nhất là con về nước gỗ thì con số 1 nó vàng hơn ha, con số 2 nó đen sẫm hơn. Và cái mặt thì con số 1 mặt nó trắng hơn, mặt con số 2 thì nó đen hơn nhá. Đó là nhận định hai con nhỏ. Hai con lớn thì nó cũng giống vậy thôi, nó cũng khá giống nhau. Nhận định nó thì cơ bản là cái nước gỗ của con số 2 này, cái táp logo này nó vàng hơn con này nâu hơn ha. Đó là cách mình nhận định. Tự do mình đã gần nhau như vậy thì anh em thấy cái độ lệch của nó lớn nhỏ ha. Nếu nhìn ngang qua cũng vậy, con này nó cao hơn, nó cao hơn khoảng đâu 3 cm ha, nó dày hơn mà nó rộng thì nó cũng rộng hơn cỡ 5 cm á ha, thấy chưa, nó rộng hơn chắc cũng phải cỡ 5 cm không. Thì lên tường thì nó cũng sẽ ít lệch nhau về độ dài và trọng lượng, thì con lớn nó phải là phải hơn rồi. Rồi bây giờ mình test nó lên tường nhé. Rồi bây giờ mình đang test trên tường hai con này, là hai con mã N01 bên trái màu cam nè, đây là mã L02 nhỏ 01 với lại L02. Thì cái dòng tạ xích này thì buộc phải lên tường mới test được, nó mới có độ lực của tạ thì mình mới test được, không có đặt đất như là mấy cái dòng lên có ha. Rồi bây giờ mình sẽ view từng con cận cảnh cho mọi người xem ha. Rồi mình coi con nhỏ trước nha. Con này thì mã L01 đây nha. Tạ con nào là mình làm dấu theo con đó luôn, mã nó đây ha. Con này thì dễ nhận dạng rồi. Nó thì cái gỗ của nó vàng hơn, gỗ thì giống như cái cây mùn nữa ha. Mình cũng có một ít sưu tập mỹ nghệ này, cũng biết nhưng mà cây này nó giống như cây mùn vậy. Thì nó đang chạy á ha. Chức năng thì hoạt động bình thường, lắc đang lắc này ha. Tạ bên này là cả tạ cóc, cái này cóc chuông, bên này là cóc giờ ha. Được chưa? Đây là khi mình lên tường rồi mình test máy nó nè. Con này thì đổ chuông 1 tiếng 2 lần, ở giờ rưỡi thì nó sẽ điểm một hồi chuông ha, còn ở giờ chẵn thì nó điểm theo hồi chuông của giờ thôi. Khi nó điểm thì chuông nó sẽ cóc chuông nó sẽ hạ xuống từ từ, và khi nào nó hết cóc thì mình kéo lên ha. Thí dụ giờ mình muốn kéo lên thì mình kéo lên nè, thấy chưa ạ. Còn cóc này cóc giờ ha, này cóc tuần, được chưa ạ. Hoạt động thì đang hoạt động rất là ổn định ha. Rồi giờ mình quay qua cái con này là mã N01 ha, nghĩa là nhỏ, con nhỏ số 1 nè. Con này là mình sẽ quay qua con L03, là con mã có con nào tạ của con nào mình đã theo con đó luôn ha. L03 thì bảng nó lớn hơn, bảng ngang này không tính logo, mặt nó là 22, cả logo chắc cỡ 26 ha, nó bảng nó bự hơn. Được chưa? Thì cấu trúc thân vỏ thì mình để dưới kia mình sẽ miêu tả cho anh em rồi. Bây giờ mình chỉ test máy ở trên tường thôi. Rồi bây giờ mình test máy nó một chút. Con này cũng giống như con nhỏ thôi. Ở giờ lợ nó sẽ vỗ điểm một hồi chuông báo, còn ở giờ chẵn thì nó điểm theo theo hồi của giờ. Lắc con này thì lắc trong chứ không phải lắc ngoài, nó nằm ở trong ốp ha. Con này lắc bên trong. Mấy con bạn lớn thì logo nó dày hơn ha, tổng thể cái đồng hồ nó dày nó bự hơn. Rồi mình test lại lần nữa ha. Rồi đây là giờ lẻ nó điểm nè, giờ chẵn nè. Giờ chẵn hay điểm nó hồi chuông thôi. Đó, cái búa trên nóc nó gõ ha. Rồi
khi mà nó có chuông nó xả thì nó sẽ hạ tạ xuống, rồi khi nào nó hết tạ rồi đụng dưới kia thì mình bắt đầu kéo tạ lên, đối với người mới tập chơi ha, còn người chơi sành rồi thì không nói. Rồi vậy ha, vậy là mình test cặp nhỏ mã 01 với lại cặp con lớn mã 03 ha. Rồi bây giờ mình sẽ test qua cái những cái khác. Rồi bây giờ thì mình đang test hai con ha. Con bên bên góc này mà tem cam là con nhỏ ha, mình cứ quy ước vậy đi. Thì con nhỏ mã nó là N02 với lại một con lớn mã L04, L là lớn 04, N nhỏ 02 ha. Thì lên tường để mình đi cặp như vậy cho nó dễ ha. Rồi mình bắt đầu mình xem con nhỏ trước đi ha. Rồi, đây là con mã N02 ha, cả tạ mình dán luôn, con nào dán con đó cho khỏi bị chạy ha. Đây, tạ cũng dán luôn ha. Đây là N02 nhé. Rồi, con N02 thì cái mặt của nó đặc thù đúng không? Là mình có nói gì dưới ha. Con N02 thì cái mặt nó đen hơn, nó không có trắng như mấy con này thì cái cặp này nó trắng hơn ha. Còn con này thì nó hơi nám đen, nhìn nó cũng hay ha. Lên tường nó sẽ là như vậy. Đang hoạt động tốt ha, lắc đang chạy tốt. Bên đây là hai cót ha, này là cót cũng giống như con kia thôi, một cót chuông, một tạ tạ giờ, một tạ chuông ha. Còn đang hoạt động tốt nè. Bây giờ mình test máy nó một chút. Con này cũng giống như mọi con thôi ha, đổ nhịp chuông 2 lần. Đó, nhịp chẵn thì đổ báo, nhịp lẻ thì điểm theo hồi. Nè. Không, 6 hồi thì nó 6 giờ thì 6 hồi ha. Rồi, mình test lại lần nữa nè. Con nhỏ thì kích thước thì mình xem ở dưới đi ha, chứ lên đây rồi nó khó lắm. Rồi, giờ lẻ ha. Báo một hồi, giờ chẵn thì điểm theo giờ, thứ 7 nhịp nè. Rồi, không, chạy ok ha. Được chưa ạ? Rồi, con nhỏ nhỏ mã N02 ha. Bây giờ mình sẽ qua con lớn. Con lớn bên này là mã L04. Cứ lớn với nhỏ mình ký hiệu cho nó dễ. Thì con lớn cũng vậy ha. Con nào mình đi theo có của có tạ con nào thì mình đi theo con đó. Con lớn này thì lắc nó nằm ẩn ở trong ha. Đúng không ạ? Lắc nó nằm ẩn trong. Đây, mã nó đây, L04. À, con này thì mặt mũi cũng sáng sủa, khá là đẹp, bự mà, size bự thì size 22. Logo thì chắc cỡ tầm nở ra hai bên nữa, chắc cỡ 26 ha. Rồi, thì con lớn thì nó giống con kia thôi, giờ mình ngưỡng qua ngưỡng là điểm báo thôi. À. Rồi mình qua giờ chẵn điểm 12 giờ, con này tha hồn nghe đếm luôn nè. Đúng giờ ngọ 12 giờ ha, cơ bản là con nào cũng đang hoạt động tốt hết. Khi mà anh em test thì cố gắng là chỉnh theo chiều thẳng đứng nhất có thể ha. Ví dụ như mình test mà nó lắc đồng hồ nó đứng thì mình lắc cái đồng hồ này, lắc làm sao cho nó theo một cái chiều thẳng đứng song song với lại mặt đất á, thì nó sẽ chạy thôi. Cơ bản cái hàng bên đó về là nó sống hết á, chứ không có chết đâu. Mình treo chỉ cần vân tường thì mình chỉnh cho nó phẳng cái có cái tạ cái lắc của nó thẳng đứng như vậy, là khi nó thẳng đứng thì nó tạo một cái lực đà là nó cứ thế nó chạy thôi ha. Rồi này là cặp số N02 nhỏ 02 với lại lớn 04 ha, được chưa ạ? Rồi bây giờ mình qua mình test những con khác. Vậy là anh em cũng coi test rồi đúng không? Thì cơ bản cấu trúc hoạt động cơ cấu của tụi nó thì như nhau hết, lớn nhỏ gì cũng như nhau hết ha. Chuông thì đổ 1 giờ 2 lần, 2 nhịp. Hồi chẵn thì nó điểm giờ theo theo giờ, còn hồi lẻ thì nó gõ 1 nhịp báo chuông. Ha, con nào cũng vậy, lớn nhỏ như nhau. Lớn thì cái kỳ công và cái độ độ cái sự đồ sộ của nó thì nó cao hơn. Và tổng thể thì ngoại hình con nào cũng đẹp đúng không? Nhìn cái kết cấu thiết kế của nó đậm chất châu Âu luôn ha. Cái dòng này là cái dòng của
của châu Âu mà, cho nên trong cái ngôn ngữ thiết kế của nó rất là phương Tây ha, đặc biệt là những cái nét đồng chạm khắc ở trên đây với lại cái hoa văn trên mặt đồng hồ này. Thấy nha, thì con nào nó cũng nó mang một cái đường nét riêng đặc thù của nó. Bốn con này đây nè, nó là Noel nè, Noel Sunsi, một cái dòng đồng hồ cổ của châu Âu á, máy thì máy của Đức, chưa? Rồi về cơ cấu hoạt động thì anh em cũng coi test rồi ha, nó cũng dễ dùng thôi. Cơ bản là bốn con nào cũng hoạt động hết chứ không có con nào chết hết. Mấy cái dòng này nó cũng thuần lắm ha, nó còn thuần hơn dòng đeo tay nữa mà. Mình dùng mình chịu khó giữ một xíu. Rồi lại cái dòng này thì mình treo trên tường, giống mình cũng không có phải là mình đeo đi đâu thường xuyên, cho nên nó cũng ít va ấy. Lâu lâu thì cho dầu máy luôn chút là nó sẽ trơn tru thôi. Rồi kết luận vậy là có bốn con ha, con nhỏ mã 01 nè ha, con lớn mã 03, con nhỏ mã 02 với lại một con lớn mã 04 ha. Mọi người cảm thấy thích con nào thì alo cho mình nhé. Về giá thì mình để ở dưới phần mô tả của video á. Con nào bán xong thì mình sẽ xóa giá. Một lần nữa là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em mà có nhu cầu cùng đam mê thì alo cho mình. Vậy ha. Nhìn lại lần cuối bốn con bốn vị trí ha, để camera trực diện như vậy thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Rồi vậy nhé. Chào mọi người.